Vâng, thưa quý vị, hôm nay Mạc Lâm mời quý vị cùng với Mạc Lâm về miền Trung để thưởng thức một món bánh rất là dân dã, bình dân mà rất nổi tiếng, đó là bánh tai vạt. Quý vị biết cái bánh tai vạt đó thì nó chỉ làm với cái nhân đơn giản là thịt và tôm thôi. Nhưng mà cái bột của nó xài bột năng cho nên nó trong veo thôi và nó giòn, nó sần sật, ăn rất là ngon. Cái bánh tai vạt thì nó cũng cách làm nó cũng tương tự như bánh bột lọc của Huế. Nhưng nó khác một cái điều đó là cái bột của Huế đó thì không có nhồi lâu như cái bánh tai vạt này, và họ cuốn trong lá lá chuối, bột rất là trong và cuốn trong lá chuối và đem đi hấp. Nhưng mà riêng bánh tai vạt thì họ luộc luôn quý vị, chứ không phải hấp nữa. Mà cái độ giòn của bánh tai vạt nó vì nó lớn hơn cho nên nó giòn hơn. Ngày hôm nay Mạc Lâm mời quý vị cách làm của bánh tai vạt để mà có thêm được một món ăn quê hương của mình, và đồng thời để giúp cho gia đình có những cái món ăn mà chắc chắn là những cái em bé rất là thích cái món này. Mà hai cái gia vị chính để làm cái thứ nhân đó là tôm và thịt ba rọi quý vị. Cái tôm đó thì quý vị dùng tôm nào cũng được, nhưng mà quý vị cắt lấy vỏ ra xong rồi cắt nhỏ như vậy quý vị. Cắt như vậy thôi chứ không cắt lớn nữa. Tại vì cái bánh của chúng ta nhỏ, bề ngang nó chỉ có 3 cm, có 3 inch thôi. Mà gấp nó lại tất nhiên nó còn nhỏ lắm. Cho nên á, quý vị chỉ cắt nó vuông như vậy là được rồi. Riêng về thịt thì cũng vậy. Khi mà cái miếng ba rọi đó thì quý vị nên bỏ da. Lạng cắt cái da đi ra và cũng cắt nhỏ như thế này để mà làm cho nó. Và bây giờ đó thì hai cái thịt và tôm đó chúng ta có thể xào. Nhưng mà xào riêng để khi mà bỏ vào bánh đó thì hai cái miếng là để cặp một bên. Vừa có tôm vừa có thịt. Còn nếu chúng ta xào chung là khi bắt đầu bỏ vô bánh rất là khó. Bây giờ cái nêm của cái hai cái loại này thì giống nhau. Tuy nhiên cái tôm nó nhiều hơn cái thịt cho nên chúng ta cũng nêm cái gia vị của tôm đó nó cũng nhiều hơn thịt một chút. Bây giờ chúng ta nêm trước mắt là tiêu. Ở đây chúng ta có một muỗng cà phê tiêu, tiêu bột đó quý vị. Thì chúng ta bỏ bên đây 2 phần và bên đây 1 phần thôi. Chúng ta có nửa muỗng cà phê muối thì chúng ta cũng bỏ bên đây một ít và còn lại chúng ta bỏ hết vào bên tôm. Đường cũng vậy, chúng ta cũng có nửa muỗng cà phê vào, chúng ta bỏ đây một ít và còn lại chúng ta chia qua bên tôm. Chúng ta không có nêm cái hành hương vào đây vì một lát nữa hành hương chúng ta sẽ bỏ thẳng vào chảo để lấy cái mùi thơm đó, cho nên chúng ta không cần thiết phải nêm vào đây. Bây giờ chúng ta chỉ trộn nó lên, trộn đều nó lên quý vị, và sau đó thì chúng ta cho dầu dầu mà dầu điều đó vào. Chúng ta làm kiểu này đó thì chúng ta một lát nữa khi mà bỏ vào nhân đó thì chúng ta không bị lộn xộn cái nhân có thịt mà cái nhân không có thịt, cái nhân nhiều tôm quá và cái nhân không có tôm. Đó là cách mà Mạc Lâm thường làm để phân phối cho nó theo cái kiểu mà nó của nhà hàng người ta làm. Bây giờ cái việc kế tiếp đó thì cái nhân này lúc nào nó phải đỏ quý vị. Nó ngon ở chỗ là cái bánh quay vạt đó, cái bột của nó trong cho nên nó nhìn sâu thấu vào cái nhân luôn và cái nhân nó sẽ có màu đỏ. Bây giờ chúng ta cho cái màu đỏ này lên trên hai cái nhân này để trộn nó trước khi bỏ vào chảo quý vị. Đây là cái dầu màu điều đó, cho nên chúng ta khi mà chúng ta trộn nó thì nó sẽ đỏ đều hết hết tất cả. Chúng ta có thể thêm một chút nữa. Quý vị đừng có cho quá tay, nhưng mà cũng đừng có ít quá. Thuộc cái yêu quý vị quen mắt đó thì nó sẽ dễ hơn. Khi mà chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta xào đó. Xào khi xào quý vị cũng xào riêng nha quý vị. Xào riêng để cho hai cái thịt này nó riêng ra với nhau, nó không dính với nhau. Rồi bây giờ chúng ta trộn cái thịt luôn, hồi nãy trộn tôm rồi, vậy chúng ta trộn thịt. Tức là trong cái nhân này chúng ta đã gia vị đầy đủ hết rồi. Thì một lát nữa chúng ta sẽ trộn nó và chúng ta xào riêng từng phần với nhau. Vâng thưa quý vị, trong cái món bánh tai vạt của chúng ta thì có hành mỡ đấy quý vị. Cái mỡ hành, nói tiếng mỡ hành nhưng mà chúng ta làm dầu hành tự vì bây giờ không ai dùng mỡ nữa cả. Thì để cho cái tiết kiệm cái thời gian và cũng như để cho nó không có bị lầm lẫn cái trước cái sau đó. Thì trước khi chúng ta xào hai cái loại nhân này thì chúng ta cho cái dầu làm cái dầu hành trước. Bây giờ thì quý vị mở lửa lên.
chúng ta có gần 1 phần 3 chén hành cắt mỏng rồi đó. Cho nên bây giờ chúng ta đổ dầu vào đây. Chúng ta, quý vị nhớ là chỉ có một ít thôi cho nó vừa vải với cái dầu, với cái hành này thôi, đừng có nhiều quá. Và chúng ta chỉ có cho cái dầu này khi mà nó nóng, nó sôi lên đó, nó tiêm lên là chúng ta đổ vào hành thôi, chứ cũng không có cần phải để cho nó sôi lắm đâu. Đây là cái cách mà chúng ta từng bước một làm cái trước cái sau, để cho nó đúng và nó không có bị quên, hoặc là nó bị chồng chéo lên nhau khó làm. Bây giờ cái dầu này khi mà nó sôi đó, thì quý vị bỏ vô trong hành này nha quý vị. Bây giờ quý vị đừng có cho sôi quá, nó chỉ tiêm lên thôi, cái độ nóng nó chừng khoảng 80 độ là được. Nếu sôi quá thì hành nó bị nhũn ra, nó đen lại đó. Vâng, bây giờ theo quý vị thấy một ít khói nó lên. À, quý vị tắt cái bếp và chúng ta đổ hết dầu vào đây. Vâng. Khi đổ vào rồi đây, chúng ta lấy đũa chúng ta xới nó lên cho nó đều hết nha quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta tới xào thịt quý vị. Thịt thì quý vị chúng ta có cái dầu này nó còn ở đây đó, chúng ta bỏ vào đây một ít hành tím mà đã bằm nhỏ rồi đó, cho nó thơm. Và chúng ta sẽ xào cái thịt ba rọi trước. Chúng ta sẽ không có bỏ cái gì vào đây hết, cho quý vị không có bỏ nước hay là bất cứ cái gì vào đây nữa, tại vì chúng ta đã ướp thịt rồi. Chúng ta chỉ xào cho nó chín thôi. Và đừng có bao giờ mở lửa lớn quá quý vị, khi mà xào ở trong cái bếp này với cái vật liệu nó nhỏ như vậy đó, thì quý vị bỏ lửa chừng khoảng 50 thôi. Từ từ thì nó chín hết á, không có lo. Vâng, bây giờ thì thịt ba rọi của chúng ta, cái miếng thịt của chúng ta đã chín rồi quý vị. Bây giờ chúng ta tắt lửa và quý vị đều bỏ nó ra trong đĩa. Chúng ta sẽ chia nó làm đôi, cái đĩa này chúng ta sẽ bỏ hai thứ và mỗi một thứ chúng ta bỏ một bên nha quý vị. Để lát nữa khi chúng ta gấp nó bỏ vào nhân đó, thì nó sẽ chia ra làm đôi như vậy, thì nó sẽ không có bị lẫn lộn với nhau. Vâng, bây giờ chúng ta lại tiếp tục xào cái tôm của chúng ta. Tôm thì bây giờ nó chảo nó hơi khô, bây giờ chúng quý vị cho một chút xíu dầu dầu điều vào đây nữa. Và cái phần salad, cái hành hương còn lại đó chúng ta bỏ vào đây cho nó thơm. Bây giờ quý vị bỏ tôm vào. Chúng ta làm từng phần như vậy nó rất là dễ và nó sẽ không có bị mất một cái công đoạn nào hết đó quý vị. Bây giờ chúng ta cho nó lửa nó bớt lại một chút. Vâng, chừng khoảng 3 phút thôi quý vị thì tôm của chúng ta nó đã chín và quý vị thấy nó đã co lại như vậy. Thì nó là được rồi đó. Bây giờ chúng ta lại đổ ra cái đĩa hồi nãy đó để mà chuẩn bị cái phần còn lại là nước mắm quý vị. Một bên thịt, một bên tôm chúng ta thấy rõ ràng, và một lát nữa khi bỏ vào bánh thì chúng ta sẽ không có bị lầm. Cho nên nó rất là dễ, quý vị làm như vậy là rất là dễ kiểm soát nó. Vâng. Bây giờ chúng ta bỏ này qua bên bên đây để cho nó nguội. Và bây giờ tiếp tục khâu làm nước mắm để mà ăn với lại cái bánh tai vạt này. Vâng, nước mắm Phan Thiết này đó, để ăn cái món bánh tai vạt rất đơn giản quý vị.
Nhưng mà cái yêu cầu đầu tiên của nó là tất cả phải đâm ra chứ không có bầm. Ớt và tỏi đó thì Mặc Lâm cũng dùng cái ớt sừng lớn này cho nó bớt cay, cái độ cay nó chỉ còn 20% thôi. Thì Mặc Lâm dùng một trái mà băm nhỏ trước khi bỏ vào chà vào cái cối đá này để mà đâm nó ra. Tỏi cũng vậy, Mặc Lâm cũng băm nhỏ nó chừng khoảng một muỗng muỗng canh, thì bỏ vào đây hai thứ này để băm ra để mà làm cho cái tỏi ớt của cái nước mắm này. Và nước mắm này đó nó cái độ cái khẩu vị của nước mắm này đó là nó vừa ngọt vừa hơi mặn và nó không có chanh nha quý vị, nó không có chút xíu nào chua hết á. Bây giờ việc đầu tiên là chúng ta đâm cái hai cái tỏi và ớt này cho nó nhuyễn ra. Quý vị phải đâm nó mới ra được hết cái tinh chất của nó trong tỏi đó. Nó ra hết rồi nó mới hòa vào nước mắm nó mới ngon. Đó là cái lý do người ta đâm. Và cái khi cái ớt và tỏi nó bị nát ra như vậy, nó vào nước mắm thì nó đẹp hơn là bầm. Khi quý vị bầm ớt hay là bầm tỏi đó thì nó sẽ không có đẹp. Và cái tinh chất của tỏi nó không có ra hết trong nước mắm cho nên nó không có thơm. Rồi bây giờ quý vị thấy nó nhuyễn cỡ này là được rồi quý vị. Cái cối đá này đó, hồi đó Mặc Lâm mua ở đây cũng lâu rồi, cả hơn 5 năm rồi, cho nên nó mắc lắm. Lúc đó là mua cả $100 cái cối này từ Thái Lan, Mặc Lâm đã khiêng nó về Mỹ. Nhưng bây giờ đó thì cái giá thành của cái cối này nó nhỏ hơn, Amazon nó bán chỉ có 25 đồng thôi quý vị, điều nó nhỏ hơn cái cối này một chút. À, quý vị nếu mà muốn mua đó thì có thể lên Amazon để mà tìm, hoặc là quý vị cần thì Mặc Lâm sẽ cho một cái đường link để mà mua. Bây giờ tới phiên chúng ta bỏ đường và nước mắm. Ở đây nó có ba cái vật chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là đường, thứ hai nước mắm và thứ ba là nước nguội. Đầu tiên là chúng ta bỏ đường quý vị. Đường thì Mặc Lâm sẽ dùng cái đơn vị là cái muỗng này, cái muỗng canh. Cái muỗng canh này là nó rất là chính xác. Và bây giờ Mặc Lâm sẽ cho 3 muỗng đường vào đây. 3 muỗng tất cả. Cái quan trọng là quý vị cho nó ngang mặt nha quý vị. 3 muỗng. Nước mắm cũng 3 muỗng, mà nước mắm này quý vị phải dùng nước mắm ngon. Nước mắm mà nó độ đạm nó cao đó, đây là nước mắm mà Mặc Lâm thường dùng đó. Chứ nếu mà quý vị dùng nước mắm con mực thì nó rất là mặn, nó sẽ không ngon được và nó cũng không thơm nữa. Bây giờ chúng ta đường bao nhiêu thì nước mắm bấy nhiêu. Bây giờ 3 muỗng đường rồi thì chúng ta cho 3 muỗng nước mắm. Vâng. Riêng về nước đó thì lúc nào nó cũng gấp rưỡi của cái nước mắm đó đó. Bây giờ chúng ta cho vào đây 5 muỗng nước. Vâng. Bây giờ chúng ta quậy nó lên là chúng ta đã hoàn chỉnh có một cái chén nước mắm để ăn với cái bánh tai vạt này đúng theo cái truyền thống của nó. Chúng ta không có lo là cái nó sẽ bị mặn lạt gì hết vì cái Mặc Lâm đã quen cái cách đong đếm này rồi. Với điều kiện là quý vị phải dùng loại nước mắm nó độ đạm nó cao nhưng cho nó đỡ mặn nha quý vị. Chứ nếu mà chúng ta dùng cái độ đạm nó mặn quá đó, cái độ đạm nó 15 20 thôi đó thì nó rất là mặn. Đặc biệt là cái nước mắm con mực đó để dùng để kho cá đó thì không có làm nước mắm để mà ăn được đâu. Quý vị thấy sau khi đường nó tan hết thì nước mắm chúng ta có một cái độ sệt nhẹ nhẹ và cái tỏi với ớt khi bầm nó nhuyễn như vậy rồi đó thì nó hòa tan trong nước mắm, nhìn nó rất là hấp dẫn. Vâng, hai cái khâu quan trọng là nhân và nước mắm cũng như là dầu hành chúng ta đã làm xong. Bây giờ cái khâu mà phải nói là quan trọng nhất là cái khâu này, cái bột này mà để làm cái bánh tai vạt này. Cái bột nó tuy rằng không khó nhưng mà chúng ta cũng hơi khéo một chút xíu mới được.
Tại vì nếu mà làm không khéo đó thì nó sẽ bị khô, và khi luộc lên nó sẽ bị chín, nó cứng đó quý vị. Vâng, bây giờ nước mắm đã xong. Bây giờ Mặc Lâm bước qua cái khâu để chuẩn bị làm bột. Vâng, để dùng bột để làm cái bánh ta giạc đó thì Mặc Lâm sẽ dùng bột năng quý vị. Mà một bịch bột năng này thì tương đương với lại khoảng 450 gram. Cho nên là Mặc Lâm kèm đây dùng hết cái bột này và cái bịch này. Cái số còn trong khi đó Mặc Lâm chỉ bỏ ra đây chừng khoảng vài muỗng canh để mà lát nữa áo cái bột thôi, còn tất cả để vô đây. Bây giờ chúng ta cần nhất là chúng ta cần nước thật sôi quý vị. Nước càng sôi càng tốt, và quý vị, Mặc Lâm sẽ không nói là bao nhiêu nước hết vì chúng ta không có bảo đảm được bột nó cũ hay mới, bột nó có thấm nước nhiều hay ít, chúng ta chỉ bỏ nước sôi vào đây luôn. Quý vị bỏ vào đây và quý vị lấy khi quý vị quậy cái bột lên ở trong này nó bắt đầu nó trong lên và nó dính đóng cục lại đó, thì chúng ta lại cho nước tiếp vào nha quý vị. Bây giờ quý vị cho thêm một chút xíu nữa nước nữa vào chính giữa nữa nha quý vị. Vâng, hồi nãy giờ chúng ta đổ chừng khoảng gần 2 cốc nước sôi đó. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái bột ở trên cùng ở ngoài đó, chúng ta trộn nó lên. Và bây giờ thì nó sẽ có cái hình thức như vậy. Vâng, bây giờ thì quý vị dùng tay của mình để mà trộn nó lên nha quý vị. Tại vì chúng ta đã có bột của nó chung quanh rồi đó, không có dính tay bao nhiêu đâu. Vâng, chúng ta phải dùng tay để trộn nó lên. Nó ban đầu thì nó hơi nóng. Sau khi ở trong bột của chúng ta ở trong trong cái tô này đó được rồi đó, bây giờ chúng ta bỏ ra ngoài hết nha quý vị. Vừa bột khô vừa bột ướt nó sẽ lẫn lộn với nhau. Và bây giờ chúng ta nhồi nó. Vâng, bây giờ thì bột của chúng ta rất là nhuyễn rồi quý vị. Bây giờ thì quý vị có thể cho nó chia nó ra và chúng ta sẽ cắt nó sau. Bây giờ chúng ta chia nó ra để trước mắt đó thì Mặc Lâm sẽ chia nó ra 3 phần. Hai phần này Mặc Lâm sẽ quấn nó lại. Sẽ bỏ trong cái bịch này để mà cho nó khỏi có bị khô đó nha quý vị. Chúng ta sẽ bỏ như vậy. Riêng cái phần này đó thì Mặc Lâm sẽ ép nó xuống. Quý vị cho một ít bột lên đây nha quý vị. Cũng như cho một ít bột lên trên cái chỗ chúng ta ép đó. Thay vì chúng ta lấy từng viên nhỏ để mà chúng ta bỏ cái nhân đó thì Mặc Lâm sẽ làm thành một khối to như vậy để mà cắt thành miếng luôn. Vâng, bây giờ quý vị có thể lấy một cái vòng tròn
khoảng 3 inch, tức như là bằng giữa cái này, hoặc là quý vị lấy cái ly nào bằng vừa cái này đó, quý vị nhấn nó xuống để mà làm như là hôm trước Mạc Lâm làm cái bánh patisserie đó, thì nhấn như vậy đó thì quý vị sẽ có được một cái hình cái bánh nó rất là hoàn hảo. Bây giờ là chúng ta sẽ dùng đũa, quý vị sẽ gấp hai phần tôm và một phần thịt vào đây. Quý vị gấp nó lại làm đôi vậy và bóp nó xuống cho hai cái nó dính nhau là xong. Rất là đơn giản quý vị. Vâng, bây giờ quý vị để đây và chúng ta tiếp tục làm cho tới khi xong hết rồi bột. Cái phần còn lại một lát nữa chúng ta sẽ nhấn lại một sẽ nhồi nó một lần nữa quý vị. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã làm cục thứ hai. Cái phần bột nó dư lại hồi nãy đó, bây giờ chúng ta nhồi chung vào là cái bột này luôn quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta lại trải nó ra, nhồi như hồi nãy vậy đó. Và bây giờ chúng ta tiếp tục để làm những cái vòng tròn này xung quanh đó quý vị. Vâng, sau khi chúng ta đã cho nhân vào bánh hết rồi đó quý vị, thì bây giờ chúng ta bắt đầu luộc nó. Luộc nó và bằng cách là chúng ta cho nước sôi lên thôi quý vị. Khi nước sôi đó quý vị nhớ là bỏ dầu vào đây, một ít dầu để cho khi bỏ bánh vào á, nó không có bị dính á. Tuy là nó cũng dính nhưng mà có dầu vô nó đỡ hơn nhiều. Và bây giờ quý vị đừng có làm nhiều, một lần quý vị đừng có làm nhiều quá. Với cái số bánh này của chúng ta đó, chúng ta có thể luộc làm hai đợt quý vị. Và chúng ta khi mà nước sôi đó, quý vị hả, bỏ bánh vào một lúc luôn. Khi mà nó chín có nghĩa là cái bột của nó đó trong lại lần lần đó quý vị, thì nó là nó cái biểu hiện chín của nó. Cái điều thứ hai nữa là nó có thể nó nổi lên. Vâng, bây giờ chúng ta chỉ có chờ cho nó, đừng có quý vị đừng có khuấy nhiều, quý vị chờ cho nó. Và ở đó là bây giờ là chúng ta có một cái dĩa nước lạnh kế bên nha quý vị. Vâng, khi quý vị thấy nó bánh nó nổi lên hết đều hết và chung quanh nó đã được hết, nó chín rồi quý vị, chúng ta vớt nó ra. Và ngay lập tức chúng ta bỏ nó vào cái nồi nước lạnh kế bên luôn nha quý vị. Cái mục đích đổ vô nước lạnh đó, cho nó cái bột nó săn lại đó. Vâng, bây giờ chỉ cần một phút thôi, quý vị phải vớt nó ra liền vào, quý vị để cho ráo nước rồi hắn vớt nó ra nha quý vị. Vớt nó ra một cái tô không đó. Và bây giờ là lúc chúng ta trộn cái dầu hành này vào. Cái dầu này nó sẽ làm cho cái bánh nó không có bị dính đó quý vị.
Vâng, như vậy là chúng ta đã xong cái mẻ đầu tiên của cái bánh này. Bây giờ chúng ta chờ cho nước sôi, chúng ta lại làm mẻ thứ hai. Chúng ta luộc lần tăng thứ hai nữa là xong quý vị. Quý vị nhớ lâu lâu chúng ta trợ cái bánh nó cho nó chín đều hai hai phía nha quý vị. Mặc dù nó nổi lên là nó chín rồi đó, nhưng mà chúng ta còn chờ cái bột cho nó trong cái bột nữa mới được. Và nhớ là quý vị phải bớt lửa, chứ nếu không thì bánh nó sẽ bục ra đó, nó vỡ cái mình nó ra, nó sẽ bục ra ngoài đó quý vị. Quý vị trở nó, nếu thấy cái bánh nào nó còn nằm một chỗ đó, quý vị trở nó như vậy là tốt nhất. Vâng, Mạc Lâm thấy bây giờ nó có thể nó chín rồi đó. Bây giờ quý vị tắt lửa nè quý vị. Và chúng ta lại vớt ra cái nồi nước lạnh trước. Nước lạnh quý vị không cần phải bỏ nước đá đâu. Chỉ có nước lạnh không thôi, không cần nước đá. Vâng, chúng ta chờ nó chừng khoảng 30 giây cho nó lại cái bột đó đó. Cái bánh hồi nãy quý vị thấy đó, khi mà lấy ra nó như thế này nè quý vị. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục chúng ta gỡ nó ra. Quý vị nhớ là rắc cho nó ráo nước ra rồi hắn bỏ vào cái tô sạch. Chứ nếu nó còn nước thì không có tốt đâu. Vâng, bây giờ một lần nữa chúng ta lại bỏ cái hành mỡ vào đây và chúng ta trộn nó lên. Đầu tiên chúng ta sóc nó lên chút xíu quý vị. Vâng, bây giờ khi chúng ta trộn lên như vậy là được rồi. Chúng ta đã có một cái tô bánh tai vạt rất là ngon. Bây giờ chúng ta sắp ra đĩa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái đĩa bánh tai vạt rất là thành công. Quý vị thấy cái bánh nó ngon ở chỗ là cái bột nó trong, nó dai và cái nhân của nó đó, khi mà quý vị luộc đó, nó không có bục ra là nó thành công rồi. Rồi riêng về nước mắm đó thì quý vị thấy đây là một cái chén nước mắm rất là điển hình để ăn cái bánh tai vạt. Hy vọng rằng quý vị sẽ làm cái bánh tai vạt này cho gia đình và trong những cái ngày mà trời lạnh nó ăn cái này tốt hơn trời nóng quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chia sẻ với Mật Lâm.